quãng đường mà cậu bé vì quyết chiến, đi được bằng xe đạp khoảng 103 km từ Sơn La đến Hòa Bình, tính sơ sơ đối với sức một đứa trẻ như Chiến phải mất khoảng 8, 9 tiếng, ở điều kiện đường bằng phẳng và cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh. Nếu không kiệt sức vì mắc bệnh bẩm sinh, dễ ngất xỉu, chắc cậu bé 13 tuổi ở Vân Hồ đã tiếp tục hành trình từ Sơn La, đi Hà Nội vào Bệnh viện Nhi Trung ương thăm em trai bị ốm. Chiến nói dối ông nội là đi tập thể dục ở trường rồi đi luôn, chưa được xuống thăm em lần nào, nhớ bố, nhớ mẹ, Chiến không thấy đói, thấy khát, em nhớ đến em, nhớ đến bố mẹ thì em đạp, không có gì ăn uống nhưng nhớ đến em không đói không khát, Chiến nói với báo chí. Nhờ sự hỗ trợ của các bác sĩ ở Bệnh viện Nhi Trung ương, Chiến được bố đưa về nhà trong ngày 26 tháng 3 để cậu bé tiếp tục đi học. Câu chuyện đạp xe hơn 100 km thăm em của Chiến lan truyền trên mạng xã hội, trên các phương tiện truyền thông như một chuyện lạ chưa từng xảy ra. Nhiều nhà hảo tâm muốn giúp đỡ cậu bé có chiếc xe mới, ủng hộ gia đình Chiến tiền chạy chữa cho em trai Chiến. Nhưng, điều đáng quý nhất trong câu chuyện của Chiến chính là những con người tốt bụng, xa lạ đã giúp đỡ Chiến trên chuyến xe đưa cậu bé về Hà Nội an toàn. Nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.